Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của kênh. Thì như mình chia sẻ hồi tối mình cũng có đã có chuyện sự chia sẻ cho anh em về rò rỉ thông tin. Thì hồi khuya thì Admin có đăng một bài viết, thì như các bạn cũng đã biết rồi. Anh em có đọc hết bài viết này thì nội dung nó cũng y như mình nói thôi. Nên là hiện tại bây giờ mọi thứ là nó đã xong hết rồi, bây giờ chỉ là đang chờ thôi. Đang chờ một cái thời điểm nào đó, khi mà mọi việc nó xong xuôi hết, giải quyết ổn thỏa ấy, thì sẽ mở lại game. Lúc đó game đợt này nó sẽ đảm bảo là nó sẽ trơn tru, nó sẽ chạy rất là êm, và có thể nó chạy trong vòng vài năm khỏe, không có vấn đề gì. Cũng như cái sự phát triển nó sẽ cực kỳ lớn mạnh và cực kỳ tốt. Nhưng mà không biết là đợt này giải quyết nó nhanh hay là lâu, có thể là ngày mai là thứ hai, cũng có thể là vài ngày nữa, và cũng có thể là qua tuần sau nữa. Cái này chúng ta cũng chưa biết, và kể hiện tại admin họ cũng chưa biết khi nào. Họ cũng mong sớm lắm, cũng như anh em mình cũng mong sớm. Và thực sự là có vấn đề đền bù đến bây giờ anh em cũng chả cần. Quan trọng là có một con game chơi, chứ còn đền bù hay không đền bù không ai quan tâm được đâu. Tại vì tại thời điểm bây giờ là con Võ Lâm Ngạo Tuyết này là một con game ngon nhất, chơi đẹp nhất, hướng đi tốt nhất, feedback lỗi ok nhất, kinh nghiệm ok và mọi thứ, ví dụ như điểm phúc duyên hay là kinh nghiệm, rồi những cái về giả tạo được các loại họ điều chỉnh một cách hợp lý. Thành thử ra là cái việc mà dân cày và anh em cày nó hạn chế. Bây giờ chỉ có một lượng anh em cày tiền là chính, nhưng mà lượng cày tiền nó nhiều nhưng ở chỉ ở những bản đồ thấp thôi. Sau này có lên bản đồ cao cũng vậy, lượng cày tiền nó sẽ không quá đông đảo nữa, bởi vì anh em đã thuần về Võ Lâm Thiên Truyền, Võ Lâm Tấn Kiếm Hiệp và Võ Lâm Ngạo Tuyết rồi, cho nên bây giờ anh em không có chuyện mà chạy vào cái việc cày tiền tràn ngập nữa. Bởi vì hiện tại một số anh em đang cày tiền, người ta cũng đang yên ổn bên Võ Lâm Thiên Tuyệt hay là Võ Lâm Tân Kiếm Hiệp, cho nên cũng không dạy gì đi qua bên này, bởi vì qua bên này nó cũng thế như anh em thấy đấy. Trong vòng mới chưa đầy một tuần thì giá cả vàng bây giờ chỉ là 40 đến 45 nghìn trên 1.000 vàng của bạn Miss You, bạn ấy bán rất là uy tín đấy. Thì ít bữa mở lại thì nó cũng như vậy thôi, và game chạy rất là khỏe, chạy là ok, cho nên mình cũng mong nó sẽ mở sớm, anh em có một game chơi. Còn trong thời gian bây giờ thì mình tối hôm nay 19 giờ mình sẽ mở con game MU phiên bản mobile dành cho Android không có iOS. Anh em nào yêu thích thì các bạn có thể tải và trải nghiệm ở website mình để trên phần trên trang chủ hoặc là phần mô tả các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn và xin chào anh em. Có lẽ khi nào mà Adibin Võ Lâm Ngạo Tuyết mở lại, game mở lại, mình sẽ làm clip tiếp theo. Chứ còn hiện tại cũng không có gì để làm. Khi nào có thông tin thì mình làm, còn không có thông tin thì mình ngưng thôi. Còn hiện tại mình đang tìm kiếm, hoặc là mình mở con game MU để các bạn vào, các bạn chơi, các bạn trải nghiệm. Ok, đây là thông tin cập nhật mới nhất dành cho anh em vào sáng nay 7 giờ 10 ngày 19 tháng 12 2021. Cảm ơn các bạn và xin chào anh em.